nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Thân này kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta bước vào tuần lễ kính mình máu Thánh Chúa Kitô, là Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa sinh ra làm người, sau khi chịu chết, phục sinh, sống lại lên trời, Ngài ban Thánh Thần xuống và Ngài đã hứa để ở lại cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Một hình ảnh cụ thể của việc Ngài ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế đó là Ngài hiện diện trong bí tích thánh thể, trong thánh lễ, trong mình máu Thánh Chúa, trong tình yêu hiệp nhất của việc chúng ta yêu thương nhau. Giờ đây xin cho chúng ta cùng hát một tư tưởng của Thánh Phaolô cũng như phúc âm về tinh thần của bí tích thánh thể, một tấm bánh. Chén thánh, một ly rượu, chúng ta tuy nhiều cùng là một trong Đức Kitô. Mỗi người một đặc ân, mỗi người một đặc ân, mỗi người một sư phụ, mỗi người một sư phụ, mỗi người một tài năng, mỗi người một tài năng, cùng một việc làm trong Chúa, việc làm trong Chúa. Có người thì trồng cây, có người thì trồng cây, có người lo tưới cày, có người lo tưới cày, có người lo canh tác, có người lo canh tác, chỉ mình Ngài cho mọc lên, Ngài cho mọc lên. Một tấm bánh, một thân mình, một lễ dâng tình yêu, một chén thánh, một ly rượu, chúng ta tuy nhiều cùng là một trong Đức Kitô. Cha trên trời, của một Cha trên trời, sống cuộc đời tự do, sống cuộc đời tự do, phụng thờ tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh Thiên Chúa, đến thử và nhìn xem, đến thử và nhìn xem, dám nghiệm tình cao vời, dám nghiệm tình cao vời, nếm thử và nghiệm xem, nếm thử và nghiệm xem, tình Ngài dịu ngọt thơm ngát. Chén thánh, một ly rượu, chúng ta tuy nhiều cùng là một trong Đức Kitô. Thưa quý vị, đó là một tư tưởng, một tâm tình có thể nói là căn bản nhất của bí tích thánh thể, của sự hiệp nhất trong Chúa, của thánh lễ. Đó là nói đến của ăn của uống thiêng liêng cho chúng ta. Và bài đọc 1 ngày hôm nay, Chủ nhật, lễ mình máu Thánh Chúa Kitô của chu kỳ 5C, hướng chúng ta đến chương 14 của sách Sáng Thế, nói về kinh nghiệm của ông Menkisede dâng bánh và rượu. Khi ông Abraham thắng trận trở về, có ông Menkisede, vua thành Salem, mang bánh và rượu ra. Ông là tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho ông Abraham và nói: Xin Thiên Chúa tối cao đấng dựng nên trời đất chúc phúc cho Abraham. Chúc tụng Thiên Chúa đấng tối cao, đấng đã trao vào tay ông những kẻ thù địch của ông. Rồi ông Abraham biếu ông Menkisede 1/10 tất cả chiến lợi phẩm. Và nó có con số 1/10 ngay chương thứ 14 của sách Sáng Thế Ký, sư cha Danh. Vì thế mà các anh chị em người Tin Lành họ rất là nghiệm ngặt trong cái chuyện là đóng góp ít nhất là 1/10 chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm của chúng ta ở đây đó là những cái tiền lương, công ăn việc làm, income của chúng ta đóng vào cho công việc chung của Chúa, công việc của giáo hội. Trong khi đó, giáo hội Công giáo là một cái cánh cửa mở rộng, không bao giờ nói đến cái con số cả.
Tại sao vậy cha Danh? Cái này có trong Kinh Thánh mà. Vâng, thì tùy lòng hảo tâm của mỗi người. Vâng, vâng. Thì tôi thấy đó là một cái tinh thần rất là đẹp. Lý do là của ít lòng nhiều, đôi khi chúng ta nghèo thì chúng ta đóng ít thôi. Nhưng mà khi chúng ta có phương tiện, chúng ta có thể đóng nhiều hơn, thì người này bù cho người kia. Đó, đó là cái tinh thần hiệp nhất yêu thương của một giáo hội do chính Chúa Giêsu thiết lập. Vì từ môi miệng Chúa Giêsu không bao giờ Chúa nói là 10% cả. Có đúng không ạ? Đây là cái chuyện nó rất là tế nhị, nhưng mà tôi xin nói thì nó là cái văn hóa cũng như là cái nó trở thành một cái lối sống thôi, đúng không ạ? Cái việc đóng góp của người Do Thái ngày xưa, cái anh mà bị phái lên cầu nguyện đó. Trong đền thờ anh mà Chúa kia kể đó, lạy Chúa, tôi đóng góp vào đền thờ 1/10 gia tài của tôi. Nó cũng là một cái hình ảnh của một người giữ luật cho thật đúng. Vâng. Vâng. Và rồi thì cái ý tưởng ở đây là chúng ta dâng hiến lại cho Thiên Chúa như một cái tấm lòng thành và biết ơn, tất cả những điều chúng ta có đều là do Chúa ban. Đó là cái tư tưởng chính. Cái tư tưởng mà chúng ta đến nhà thờ, chúng ta đóng góp vào là không phải là vì cái lòng tốt của chúng ta, mà là cái sự đáp trả lại cái lòng tốt của Thiên Chúa. Và vì thế một số người họ không có hiểu, họ đi lễ rồi họ nói tại sao nhà thờ cha lúc nào cũng nói về tiền, rồi lúc nào cũng thấy kêu gọi làm cái này cái kia. Đây là một vấn đề tế nhị nữa thôi cha Danh. Tôi thì hơi ít nói. Thì hình như tôi cũng rất là ít nói. cho nên muốn làm cha sở là phải mạnh bạo trong cái việc này. Vâng, nếu nói vậy thì chắc cái cơ hội làm cha sở của tôi nó hơi xa vời rồi đó. Nó xa lắm. Chúng tôi dám mạnh miệng nói những cái vấn đề này ra. Nhưng mà thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là có thực mới vực được đạo, đặc biệt trong thế giới Hoa Kỳ này. Ngồi không cũng tốn tiền chứ đừng có nói, đúng không ạ? Ai làm chủ đất không có làm gì hết, tự nhiên là cứ mỗi năm đều phải đóng thuế cả chục ngàn chẳng hạn vậy đó. Thì chúng ta mới thấy rằng tại vì cái cấu trúc xã hội nó đã set up như vậy rồi, chúng ta không có thoát được Uncle Sam, nó thẳng là như vậy. Và rồi thì cơm áo gạo tiền, các linh mục một mặt thì đi tu nói thôi thưa Chúa, con xin dâng mọi sự cho Chúa, con sẽ bỏ tiền của vật chất thế giới để theo Chúa. Nhưng mà rồi đến khi đụng thực tế lại cứ phải lo cho những cái công việc như vậy. Là làm sao? Là để cho sự an nguy và tốt lành và thăng tiến của người giáo dân. Vâng, thì những cái điều gì need, tiếng Anh gọi là we need, we cần, đó thì chúng ta làm. Ví dụ như nhà thờ hư bị dột, nhà thờ cần phải sửa, ghế hư rồi, gãy rồi, bàn quỳ bị cứng rồi, thì tới cái lúc của nó, đó thì nó có những cái điều, nó theo cái thứ tự ưu tiên của cái sự need và cần thiết. Vâng. Thật sự ra chúng ta đến nhà thờ là chúng ta được hưởng cái sự ở trong nhà thờ. Đúng. Mà chúng ta biết ở bên Mỹ này này, nhất là bên Mỹ, keep cái building hay cái nhà thờ open á, dù cho không ai tới cũng là phải trả tiền rồi. Đúng. Nó vậy, nó tốn là vậy. Rồi tiền điện, ga, nước đều phải có. Vâng. Đó. Những cái này nó liên quan đến cái việc chúng ta chuẩn bị và mời gọi mọi người đến tham dự thánh lễ, có đúng không ạ? Vâng. Và vì thế mà tôi có thể nói một cách rất công bằng hợp lý là cái phần mà bỏ tiền vào giỏ lần đầu tiên á, sau bài giảng á, là để cho những cái chuyện đó điện, ga, nước. Để cho chúng ta có những cái cơ hội và phương tiện đến với Chúa. Điều thứ hai, hay có xin tiền lần thứ hai, khi đó mới là cái việc bác ái đó. Và truyền giáo, mà bác ái và truyền giáo cũng là cái việc Chúa Giêsu truyền lại cho chúng ta, chứ đâu phải là làm hay không cũng được chứ anh. Cái đó. Cho nên chúng ta đừng có so đo tính toán với Chúa quá, mà hãy làm trong khả năng của mình. Rồi tất cả mọi sự nó đều phải quy hướng về một mối, đó là chúng ta đón nhận ân sủng tràn đầy của Chúa, đặc biệt là món quà quý nhất, mình máu thánh Chúa mà chúng ta dâng lễ ngày hôm nay. Vâng, thì qua cái hình ảnh của ông tư tế Melchizedek là cái tư tế đầu tiên trong những trang đầu của cuốn Kinh Thánh, ông là hình ảnh của một linh mục tương lai, một tư tế của một người đại diện dâng của lễ lên cho Chúa. Như vậy có nghĩa là trong cái ngày lễ mà chúng ta kính mình máu thánh Chúa hôm nay đó, nhắc đến hình ảnh ông Melchizedek thì hình ảnh của linh mục, của vị tư tế
vị thượng tế được xuất hiện để nói lên rằng dù cho Abraham có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải nhờ một cái vị tư tế ấy để dâng lễ tế lễ cho Thiên Chúa, vì đó là cái ơn gọi của ông Melchizedek. Chúng ta có cái bài con là linh mục đời đời theo dòng Melchizedek, nó nói lên cái tâm tình đó. Thì thưa quý vị, bí tích thánh thể hiểu theo nhiều nghĩa lắm, nghĩa của thánh lễ, nghĩa của việc dâng lễ, và nghĩa của việc mà tấm bánh ly rượu trở thành mình máu Thánh Chúa, và nghĩa của cái sự hiệp nhất cộng đoàn sống, ý thức giúp đỡ lẫn nhau đó. Tất cả cái điều đó nó đều trong cái ý nghĩa của bí tích thánh thể, chứ không phải chỉ là mình máu Thánh Chúa mà lúc nào cũng mình máu Thánh Chúa. Mà cái vì máu Chúa là nguồn, là cái nguồn ơn để chúng ta đón nhận, để chúng ta suy gẫm, để chúng ta sống cái tâm tình của lễ dâng lên Chúa. Vâng, và Abraham trong cái đoạn này chương 14 chưa có cái tên Abraham mà là có cái tên Abram. Abram đó là ông, là một cái thủ lãnh của một cái bộ tộc của ông, gia đình của ông, rồi đi chinh chiến về, có nghĩa là ông cũng đang phải vật lộn với cái cuộc sống bình thường để mà đến cái phần gọi là an cư lạc nghiệp chưa có ha, chứ là mới đi chinh chiến về đó. Để rồi ông cũng có một cái tiến trình để tiến tới cái đức tin vào một Thiên Chúa ba ngôi, và một Thiên Chúa trên cao, Thiên Chúa của người Do Thái, Thiên Chúa của dân tộc. Và vì thế mà ông cũng phải học hỏi cái bài học đức tin đó là cống hiến vào trong đền thờ. Ông vua thành Salem là ông Melchizedek đó, ông lại là một vua của một cái thành gia danh, mà ông dâng lên Thiên Chúa của lễ do ông Abraham đóng góp vào, để cho thấy rằng chúng ta cũng vậy, từ cái phần hành nhỏ bé chúng ta đóng góp tiền của thời gian vật chất vào đó, hy vọng chúng ta cũng có một cái tiến trình tăng trưởng trong đức tin, tăng trưởng trong đức tin rằng mọi sự đều là do Chúa ban, và đây là cái phần nhỏ nhoi mà con muốn đóng góp vào vì lòng biết ơn của Chúa cho con, chứ không phải là vì con muốn làm phúc cho Chúa. nó là hai cái vế hoàn toàn trái ngược nhau. Và cái hành động bác ái của chúng ta đó, nó ý nghĩa và là ở chỗ đó đó. Tức là những gì chúng ta đã và đang có, tất cả mọi sự, dù cho chúng ta làm việc vất vả mới có, dù cho chúng ta phải mà học hành rồi hy sinh mới có điều này điều kia, nhưng mà suy cho cùng vẫn là do Chúa, do trời ban cho chúng ta. Chính vì thế khi chúng ta có một cơ hội, một cái điều kiện, khả năng để giúp cho công việc tốt, bác ái nào đó, đặc biệt trong cộng đoàn hay là người nghèo, thì đó là cái sự chúng ta thay mặt Chúa, chúng ta thực hiện cái bác ái đó. Chúa cho chúng ta để chúng ta làm cái việc bác ái dùng cho Chúa. Đó, thì tôi thích nghĩ bởi vì Thiên Chúa là nguồn của tình yêu, Chúa dùng chúng ta như khí cụ để thực hiện những cái công việc rao giảng tin mừng và giúp đỡ lẫn nhau. Vâng, vì thế mà cái đó trở thành một cái nguyên tắc về stewardship. Nguyên tắc về cái chúng ta dịch ra là quản lý nhà Chúa đó, quản lý những điều Chúa cho chúng ta. Chúng ta chỉ là những manager thôi. Những người có làm quản lý thôi. Chúng ta không phải là owner, chúng ta không phải là CEO owner, mà là chỉ là những manager được Chúa dùng để phân phát, dùng tất cả những điều tốt lành Chúa cho chúng ta. Vâng, ở nước Mỹ này mặc dầu rằng không phải là thiên đàng trần gian theo nghĩa hoàn hảo, cũng có những điều rất tốt và cũng có những điều rất là sai ý của Chúa, nhưng mà về cái phương diện mà đi làm việc rồi đóng thuế đó, thưa quý vị, là một người tin Chúa chúng ta có thể xác tín thế này: mình làm việc chăm chỉ, mình đóng cái phần thuế đó, nó cũng là một cái sự dâng hiến cho Chúa, để cái đất nước này có nhiều cái sự xây cất cũng như cơ hội để giúp cho nhiều người. Mà quả thật một phần lớn của thuế của Hoa Kỳ là giúp cho những người nghèo, người khổ, người lãnh được ăn đi đòi được kia. Nó cũng là bác ái đấy, chứ không phải là chỉ là phải vô nhà thờ thì mới là bác ái. Làm xây bác dựng ái. Những công ích xã hội, những hạ tầng cơ sở, những việc xã hội và làm việc bác ái, hỗ trợ cho các nước nghèo nữa. Vâng, tôi thì người Mỹ đó, hay kiểu đó, người Mỹ đó, người ta ít khi cho ăn mày những người ăn xin lạc vặt lắm, bởi người ta cứ nghĩ rằng tôi đã làm việc rồi, tôi đã đóng góp qua cái thuế rồi. Nhưng mà người Việt chúng ta vì sống ở nơi cái đất nước nghèo đó, thì mình hay thấy có người ăn xin, mình giúp, mình cho đó. Nhưng mà đối với người Mỹ đó, người ta cứ nghĩ rằng cái việc mà họ đóng thuế là một cái sự gọi là bác ái lắm rồi, mà quả thật những người làm lương cao á, họ đóng thuế rất là nhiều, có khi đến 40%. Đúng. Có thể lên 40-50% tiền thuế, và chúng số thì cũng phải đóng 50%. Đó. Thì chúng ta mới thấy rằng
một xã hội văn minh, một xã hội mà đã từng được nghe lời Chúa và đã thực hiện lời Chúa. Chúng ta cứ nhìn những cái bản tuyên ngôn và những cái lời của các ông tổng thống ở bên Washington DC ha. Họ có những cái tượng của ông tổng, các tổng thống trong lịch sử, rồi có những cái lời của các ông nó đi kèm trên các bức tường. Chúng ta sẽ thấy nó họ thấm nhuần tư tưởng Thánh Kinh. Tôi dám cam đoan với quý vị và các bạn điều đó. Nếu không, quý vị cứ đi sang đó mà đọc những cái lời của họ. Họ nói về vấn đề hiệp nhất, vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia, vấn đề tôn trọng nhân quyền, vấn đề lo cho người nghèo. Hay là những tỷ phú Mỹ đó, nói chung dù cho ông nào có tệ đâu tệ, họ cũng đóng góp cho cái bác ái mỗi một năm một ít. Mà có những ông đóng rất là nhiều, cụ thể như ông Bill Gates, ông Buffett đó, thì nó nói lên cái gì? Cái tinh thần đó nó có trong họ. Vâng. Và chúng tôi sẽ đến với quý vị trong phần 2 trong giây lát để chúng ta suy niệm những cái điều vô cùng thực tế nhưng mà liên quan trực tiếp đến cái của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng ta trong ngày lễ mình máu thánh Chúa Giêsu Kitô.